Sau đây là thời lượng dành cho chương trình khuyến công của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, mặc dù gặp không ít khó khăn với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Đồng Nai nói chung, huyện miền núi Tân Phú nói riêng đang thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các cơ sở công nghiệp nông thôn này đã và đang hỗ trợ, nỗ lực để thích ứng với tình hình sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, qua đó đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi những giải pháp phù hợp và những nỗ lực không nhỏ của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Gắn bó với ngành điều hơn 20 năm, đến năm 2014, ông Cao Văn Triều từ thành phố Biên Hòa quyết định lên vùng đất Tân Phú để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Hưng Phú tại xã Phú Thịnh với đặc sản là hạt điều trắng. Vượt qua những khó khăn ban đầu, sau 3 năm hoạt động, năm 2017, doanh nghiệp đã bắt đầu ký kết được đơn hàng lớn xuất khẩu đi nước ngoài. Cùng thời điểm đó, thị trường tiêu thụ trong nước có được tín hiệu khả quan khi ngày càng nhiều khách hàng tìm đến bởi chất lượng hạt điều luôn được đảm bảo. Thời điểm năm 2017-2018 cũng là giai đoạn doanh nghiệp này phát triển mạnh mẽ nhất khi có đến 60 công nhân tham gia sản xuất và mỗi năm xuất khẩu được khoảng hơn 10 tấn nhân đi các nước. Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và tiếp tục có những diễn biến phức tạp cho đến nay, doanh nghiệp cũng chịu những ảnh hưởng nhất định khi mà đơn hàng giảm, kéo theo giá bán cũng giảm đáng kể. Cái thực tế mà nói là khi mà dịch nó xuất phát ra thì trên cái nhìn chung là nói về thị trường thế giới, tất cả các cái nước, cái lượng tiêu thụ của nhân hạt điều nó có giảm nhiều. Thứ nhất là vào cái thời điểm mà dịch cao điểm lên thì cái lượng tiêu thụ của cái sản phẩm làm ra nó chậm hẳn lại. Hai, cái giá của nó sẽ bị giảm, thấp xuống. Tức là từ cái năm mà chưa dịch cho cái năm có dịch thì cái tỷ lệ giá nó giảm từ mức khoảng 20-25% giá, cho nên là nó ảnh hưởng rất lớn cho đến lĩnh vực của doanh nghiệp. Do những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản lượng chế biến điều của doanh nghiệp đã giảm khoảng 30%, kéo theo đó là thị trường tiêu thụ giảm, giá bán nhiều mặt hàng cũng giảm sâu. Để duy trì hoạt động, doanh nghiệp chỉ tập trung vào sản xuất những mặt hàng có đầu ra ổn định và chú trọng hơn đến thị trường nội địa. Để mà đảm bảo cho cái người lao động làm việc ấy, hai nữa là cái duy trì cái tồn tại của doanh nghiệp ấy, để nó ổn định được qua cái mùa dịch này ấy, thì cái thứ nhất ấy, là công ty cũng khắc phục mọi cái khó khăn. Hai nữa là nói chung là co hẹp cái sản xuất lại, mang chất gọi là sản phẩm làm ra tiêu thụ được thì mới làm. Nếu mà không có làm ra tràn lan ở đây ấy, thì là về cái phía doanh nghiệp ấy, mà cái khó khăn nhất là do cái đồng vốn nó nhỏ, nó ít, cho nên là mình sản xuất tập trung vào cái nguyên liệu địa phương, mua đâu sản xuất đến đó, rồi là tiêu thụ trong nước hoặc có điều kiện thì xuất khẩu nước ngoài. Tuy nhà máy được đặt trên vùng nguyên liệu dồi dào, thế nhưng do nguồn vốn còn hạn hẹp nên việc đầu tư công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế. Mong muốn của chủ doanh nghiệp là được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi dài hạn nhằm đầu tư chế biến sâu, góp phần nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị các sản phẩm, hướng đến mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là những thị trường khó tính. Từ đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương. Hiện nay trung bình một ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Hưng Phú sản xuất khoảng 3 tấn điều thô, giải quyết việc làm cho gần 30 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Tôi là dân ở đây, làm công ty Hà Hưng Phú này cũng được 5 năm rồi, lương thu nhập cũng ổn định. Tôi làm bên khâu đứng máy, phân loại. Ban đầu thì mới thì nặng nhọc nhưng mà sau này quen rồi, làm không thấy gì hết, bình thường. Lương cũng thu nhập ổn định. Năm 2017, sản phẩm nhân hạt điều của doanh nghiệp được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai. Cùng năm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai hỗ trợ doanh nghiệp 300 triệu đồng từ đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất để đầu tư máy phân loại màu.
Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Hưng Phú đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm hạt điều chế biến, mở rộng thị trường xuất khẩu đi các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đồng thời, công ty cũng chủ động xây dựng nguồn nguyên liệu ở huyện Tân Phú và Định Quán và tập trung đầu tư chế biến sâu, gắn với đổi mới và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Thưa quý vị, địa danh cánh đồng lúa Cabin thuộc xã Núi Tượng, huyện Tân Phú từ xưa đã được người nông dân trong vùng khai hoang trồng lúa nước. Lúa được trồng từ cánh đồng Cabin cho hạt gạo có màu trong suốt, chất lượng gạo thơm ngon, cơm dẻo. Từ hạt gạo đặc sản thơm ngon cùng với bí quyết nấu rượu thủ công truyền thống có từ lâu đời, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Tiến đã cho ra đời loại rượu đậm chất quê hương mang tên Cabin. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã đứng ra tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ nông dân nấu rượu trên quy mô lớn, tiêu thụ và phân phối sản phẩm đến với người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, tỉnh Đồng Nai có quyết định công nhận rượu nếp Cabin là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Rượu nếp Cabin cũng đang tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đồng Nai. Rượu Cabin được chế biến từ men, ủ với cơm, nấu từ giống gạo đặc sản của địa phương, kết hợp với dòng nước ngầm tinh khiết. Tất cả hòa quyện tạo ra loại rượu có mùi vị đặc trưng riêng của địa phương. Sản phẩm rượu Cabin được nấu bằng phương pháp chưng cất và được ủ truyền thống dưới lòng đất từ 4 đến 6 tháng nên có mùi thơm nồng tự nhiên mà không cần pha chế thêm bất kỳ loại phụ gia nào. Bằng phương pháp nấu truyền thống và dùng nguồn nước mát quanh năm đã tạo nên nét đặc trưng riêng của rượu Cabin. Rượu Cabin của Hợp tác xã Xuân Tiến thì được sản xuất trên cái dựa trên cái công thức chủ yếu là sản xuất thủ công theo cái phương pháp gia truyền, thì được nấu từ gạo nếp là chính, cái thành phần gạo nếp là chính. Sau khi mà được nấu thì Hợp tác xã sẽ trung chuyển về cái kho, tức là nó thành phẩm rồi đấy. Thành phẩm thì cái rượu của nó mình lấy cái rượu đầu, rượu cao độ ấy, nó nằm khoảng chừng 40 mấy 50 độ ấy. Để có nguồn cung cấp ổn định cho thị trường, Hợp tác xã đã đứng ra tổ chức tập hợp các thành viên nấu rượu tại các lò truyền thống bằng phương pháp nấu rượu cách thủy, sau đó được đem về hạ thổ, ủ chìm dưới lòng đất trong thời gian khoảng 6 tháng. Trải qua quá trình chưng cất, ủ chìm, rượu sẽ được pha chế cho phù hợp với nồng độ và đóng chai bán ra thị trường. Mỗi sản phẩm rượu nếp, rượu gạo đóng chai được pha chế có nồng độ từ 22,5 đến 40 độ theo nhu cầu của người sử dụng, có nhãn, bao bì và mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Thị trường tiêu thụ thì hiện nay hợp tác xã thì còn mới, cho nên là anh em cũng đang xây dựng cái hệ thống tiếp thị. Thị trường tiêu thụ hiện nay của hợp tác xã thì chủ yếu ở trong huyện là chính, với lại hợp tác xã thì mở được một cái cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở trong huyện, thì chủ yếu thông qua kênh của cái cửa hàng đó để đến với người tiêu dùng, chủ yếu là trong huyện. Để duy trì nghề truyền thống, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Tiến đã vận động bà con giữ nguyên cách nấu bằng phương pháp cách thủy, giúp cho rượu không bị váng, chất lượng rượu tốt hơn. Quy trình nấu rượu này được hợp tác xã giám sát và có ký cam kết với các hộ thành viên, tạo thành chuỗi sản xuất khép kín. Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn 3.000 lít rượu các loại. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tới đây, bên cạnh các sản phẩm rượu đang có, hợp tác xã sẽ xuất xưởng một sản phẩm mới cao cấp hơn. Trong cái tương lai thì sẽ ra một cái nồng độ rượu nó mạnh hơn một chút, tức là nó khoảng trên 40 độ hoặc 40 độ, thì mà nó lại có màu. Mà tương lai thì nó sẽ đóng vào cái chai như thế này. Đó. Bây giờ còn đang là xin ý kiến để lấy cái tem mẫu mã nữa. Bởi vì nó không có hóa chất, nó không có hương vị hóa chất này, nó không có một cái gì gọi là hóa chất trong đó. Men thì cũng là men thuốc Bắc, men ở ngoài Bắc ở Thái Bình chúng tôi mua để đưa về đây nấu. Đó. Cho nên nó men tốt rồi nua gạo nếp nữa, gạo nếp chuẩn nữa thì nấu ra rượu nó thơm ngon lắm. Để sản vật địa phương vươn xa hơn trong thời gian tới, Hợp tác xã Xuân Tiến mong muốn được hỗ trợ trong việc kiểm soát chất lượng, quảng bá, xây dựng thương hiệu nhằm đưa thương hiệu rượu Cabin phát triển xứng tầm như kỳ vọng của các thành viên hợp tác xã. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.